Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng, có vị trí nằm tại tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà có diện tích đất ở trên sổ đỏ là 35m², được thiết kế xây dựng là bao gồm 4 tầng, có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Đây là toàn bộ tổng thể không gian phía đường trước nhà của ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy luôn là đường trước nhà là rộng 3m. Cách đường ô tô đi chỉ khoảng tầm 20m thôi. Và ở xung quanh ngôi nhà là có đầy đủ tất cả các tiện ích như là trường mầm non, trường cấp 1, chợ, cửa hàng tạp hóa, nhà thuốc. Đây là cái hệ thống mặt tiền của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thấy là toàn bộ là cái mặt tiền là được ốp bằng gạch granite. Kích thước là 80x80. Cửa chính của ngôi nhà sử dụng là cửa hai lớp. Phía bên ngoài là cửa inox, cửa sếp và ở phía bên trong là cửa gỗ. Đây là ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà đây. Mọi người có thể nhìn thấy là tầng 1 được thiết kế là bao gồm là một khu vực để xe, một phòng bếp và một nhà vệ sinh phụ. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng cũng như là hệ thống cách tắt đèn của ngôi nhà là đều đã được hoàn thiện xong hết. Ngôi nhà với ưu điểm là diện tích tương đối rộng, thoáng cả hai mặt, mặt trước và mặt sau. Đấy, cả hai mặt là đều có cửa sổ và có cửa để mở ra ngoài hết. Mọi người có thể nhìn kỹ toàn bộ không gian của tầng 1 từ trong góc này. Có thể thấy là tầng 1 của ngôi nhà rất là rộng, thiết kế vô cùng hợp lý. Toàn bộ hệ thống tủ bếp sử dụng là chất liệu bằng gỗ tự nhiên. Sử dụng màu sắc chủ đạo đấy là màu xanh xám. Kết hợp với lại đá ốp tường là đá hoa văn. Đấy, cho nên là khi vào trong cái căn bếp là cảm giác ngôi bếp nó rất là nổi bật, rất là sạch. Đá mặt bếp sử dụng là đá marble màu vàng mỡ gà phân khói. Vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là vòi bằng chất liệu inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Đây là khu vực được chúng tôi thiết kế là để quý khách hàng có thể để được tủ lạnh ở khu vực này. Đấy, và với cái gian bếp này là chúng ta hoàn toàn là có thể là kê thêm một bộ bàn ăn. Đấy, cũng như là kê thêm tủ kệ để rượu hoặc là để những đồ decor trang trí nữa. Ở phía tầng 1 thì sẽ có một nhà vệ sinh phụ. Nhà vệ sinh sử dụng là cửa là bằng cửa nhôm kính. Ở trong nhà vệ sinh thì đã được lắp đặt hoàn thiện hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa cũng như là cái hệ thống máy bơm nước để bơm nước lên bồn nước ở trên tầng 4 thì sẽ được lắp đặt ở trong đây. Toàn bộ hệ thống gạch ốp tường sử dụng là gạch ốp kích thước là 30x60. Đây, toàn bộ không gian của tầng 1 rất là rộng. Trần thạch cao đèn led đây. Và đây là cái khu vực cầu thang để đi lên tầng 2. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang sử dụng là chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc là sử dụng là đá granite. Ở phía bên trên tầng 2 thì sẽ được chia làm hai phòng, một phòng khách và một phòng ngủ. Được thiết kế xây dựng theo tầng lệch, thế cho nên là cái không gian rất là thoáng, nhìn rất là hiện đại. Đây là toàn bộ cái khu vực không gian của phòng khách. Mọi người có thể nhìn thấy phòng khách và ô cầu thang được ngăn cách nhau bởi những cái vách CNC này. Có sẵn những cái tủ kệ ở bên trong để của khách hàng có thể là để ấm chén uống nước hoặc là để những cái đồ trà cà phê. Chúng ta có cửa sổ mở ra phía đằng sau để lấy ánh sáng và không khí. Đằng sau là vườn cây xanh rất là thoáng. Chúng tôi cũng đã bố trí sẵn những cái hệ thống ống chờ để lắp điều hòa, hệ thống áp điều hòa cũng như là hệ thống đèn chiếu sáng. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ cái không gian ở phòng khách đây. Không gian phòng khách rất là thoáng, rất là đẹp. Tiếp theo đây là phòng ngủ ở tầng 2. Phòng ngủ cũng có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí.
cũng đã thiết kế sẵn cái hệ thống ống chờ điều hòa để lắp đặt. Đấy, không gian phòng ngủ rất là rộng, sử dụng gạch lát nền là gạch kích thước 60x60 granite hàng loại 1. Cửa thông phòng sử dụng là bằng cửa nhựa nội thép màu vân gỗ. Ở đây là cái nhà vệ sinh của tầng 2. Toàn bộ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh cũng như là hệ thống quạt hút mùi, đèn chiếu sáng, bồn cầu, lavabo cũng như là hệ thống gương soi, hệ thống phụ kiện, vắt khăn là đều được hoàn thiện xong hết. Sử dụng đá ốp tường là đá kích thước là 30x60 hàng granite. Cửa nhà vệ sinh sử dụng là cửa nhôm kính. Tiếp theo đây là mời quý khách hàng tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 thì sẽ bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Phòng ngủ rất là rộng, tất cả các phòng ngủ đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Và tất cả các phòng ở ngôi nhà này đều có cửa sổ mở ra bên ngoài để cung cấp ánh sáng và không khí cho căn phòng. Với cái diện tích là 35m2, chia một tầng 2 phòng ngủ, cho nên là ở trong phòng ngủ là cái diện tích sử dụng rất là nhiều. Đấy, diện tích của một phòng ngủ là tương đương với khoảng tầm 12-13m2. Chúng ta hoàn toàn có thể là kê giường, tủ, bàn ghế cũng như là bàn trang điểm, bàn học, bàn làm việc ở trong căn phòng. Đầy đủ diện tích, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Tiếp theo đây là ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là một phòng thờ của sân phơi. Đây là khu vực phòng thờ đây. Toàn bộ các phòng đều được thiết kế hoàn thiện đầy đủ hệ thống chiếu sáng, hệ thống cửa sổ, hệ thống cửa thông phòng cũng như là cái hệ thống gạch lát nền. Và ở khu vực ô cầu thang đây, chúng ta sẽ có thêm một cái giếng trời. Giếng trời sẽ có tác dụng là cung cấp toàn bộ ánh sáng cho khu vực cầu thang này. Đây là cái khu vực được chúng tôi thiết kế là để máy giặt. Đây, toàn bộ hệ thống vòi cấp nước, điện cũng như là hệ thống xả nước đều được hoàn thiện xong hết. Và đây là cuối cùng là khu vực sân phơi của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống gạch lát nền sử dụng là gạch sân vườn kích thước là 50x50. Hệ thống mái tôn cũng như là hệ thống chuồng cọp này được hoàn thiện xong hết. Mọi người có thể nhìn thấy ở xung quanh của ngôi nhà đây rất là nhiều nhà cao tầng, khu vực dân cư ở rất là đông. Tôi xin nhắc lại cái thông tin của ngôi nhà này cho quý khách hàng có thể nắm được rõ ràng hơn. Ngôi nhà có vị trí là nằm tại tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Được thiết kế xây dựng bao gồm 4 tầng, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Có diện tích đất ở trên sổ đỏ là 35m2. Hướng chính là hướng Đông Bắc, đang được bên công ty chào bán với giá là 1.550.000.000 đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần tư vấn chi tiết hoặc là cần xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.